Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào tiết 2 của bài 19 là bài phép cộng có nhớ. Số có 2 chữ số với số có 1 chữ số và trong quyển đồ bài tập toán lớp 2 bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Bài số 1 ở đây yêu cầu các em đặt tính đôi tính. Chúng ta sẽ đặt tính theo hàng dọc. Chúng ta có số đầu tiên là 46, phép tính đầu tiên 46 cộng 4. Thì các em nhớ cho cô là số có 1 chữ số này thì cái chữ số này nó ở hàng đơn vị. Số có 2 chữ số thì chữ số đầu tiên là hàng chục, chữ số thứ hai hàng đơn vị. Khi đặt thì các bạn chú ý là chúng ta đặt hàng đơn vị phải thẳng cột với hàng đơn vị. Các em có đặt phép tính đúng thì chúng ta mới tính đúng được. Còn khi mà các em đặt tính mà chúng ta đặt sai thì cái phép toán chúng ta lại bị sai. Bạn nào ở đây mà đặt số 4 này sang phía bên này là sai, bởi vì số 4 này là hàng đơn vị, chúng ta không thể đặt sang phía bên hàng chục được. Cộng thì các em cộng theo thứ tự từ phải sang trái. Chúng ta cộng hàng chục, hàng đơn vị trước. Ta có 6 cộng với 4 bằng 10, biết không nhớ 1. 4 này nhớ 1 nữa bằng 5. Kết quả của ta bằng 50. Tiếp theo 63 cộng với 7. Các em cũng làm tương tự. 7 này là hàng đơn vị thì phải viết thẳng cột với chữ số 3 hàng đơn vị ở phía trên. Chúng ta cộng hàng đơn vị trước. 3 cộng với 7 bằng 10. Biết không nhớ 1. 6 này nhớ 1 bằng 7. Kết quả bằng 70. 25 các em cộng với 7. Đây là hàng đơn vị này. Trong số có 2 chữ số thì chữ số hàng chục, chữ số hàng đơn vị này. Đơn vị thì phải thẳng cột với đơn vị này. Đấy. Và chúng ta sẽ cộng hàng đơn vị trước. Ta có 5 cộng 7 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 2 này nhớ 1 nữa bằng 3. Kết quả bằng 32. Tiếp theo ta có 15, kem cộng thêm 9. Chúng ta cũng cộng hàng đơn vị trước. 5 cộng 9 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 1 này nhớ 1 nữa bằng 2. Kết quả bằng 24. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong được bài tập số 1. Những bạn nào chưa xong bài tập số 1, các bạn dừng một chút, tiếp tục làm cho xong. Bây giờ cô chuyển sang bài tập số 2. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó. Như vậy, để đi nối thì các em phải tính nhá kết quả của các phép tính này. Sau đó thì chúng ta mới đi nối, đúng không nào? Các em sẽ tính cho cô này. Các em có thể tính ra ngoài giấy nháp là 56. Các em cộng với 8. Khi cộng thì chú ý là chúng ta phải đặt hàng đơn vị thẳng cột với hàng đơn vị này. Cộng hàng đơn vị trước này. 6 cộng 8 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 5 này nhớ 1 nữa bằng 6. Kết quả bằng 64. Như vậy, củ cà rốt có phép tính 56 cộng 8. Các bạn sẽ nối đến con thỏ có số 64. Tiếp theo, củ cà rốt có phép tính 16 cộng 9. Kem cũng tính cái phép tính này. Ta có 6 cộng 9 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 1 nhớ 1 nữa bằng 2. Như vậy kết quả của phép tính này bằng 25. Như vậy ở đây các bạn sẽ nối 16 cộng với 9 đến con thỏ có số 25. Rồi, cuối cùng 77 cộng với 4. Ta có 7 cộng 4 bằng 11, viết 1 nhớ 1, 7 nhớ 1 nữa bằng 8. Như vậy chúng ta sẽ nối đến con thỏ có số 81. Như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 2. Những bạn nào mà chưa xong hai bài tập này, các bạn dừng một chút để các bạn làm cho xong nhé. Cô chuyển sang bài tập số 3.
Bài tập số 3 như sau. Trong hộp bút có 24 cái bút chì và 6 cái bút mực. Hỏi trong hộp có tất cả bao nhiêu cái bút? Như vậy, muốn biết trong hộp có tất cả bao nhiêu cái bút thì các em sẽ lấy số cái bút chì kem cộng với số bút mực. Lấy 24 cộng với 6 thì sẽ bằng 30 cái bút. Vậy, đáp số sẽ bằng 30 cái bút. Trong hộp có tất cả số cái bút là... Kem sẽ lấy số bút chì, kem cộng thêm số bút mực. Đáp số 30 cái bút. Như vậy, bạn nào chưa xong thì hãy dừng lại một chút để tiếp tục làm cho xong. Cô và các em sẽ chuyển sang bài tiếp theo, đó là bài tập số 4. Các em nhìn vào đây, chúng ta cần, các em sẽ cần điền các cái số vào các cái khối... Ở đây là hình lục giác đều đúng không ạ? Còn thiếu ở đây một số các hình lục giác này, người ta chưa điền thì các em sẽ điền vào. Vậy trước khi điền vào thì các em nhìn cho cô cái quy luật ở đây là như nào. Các em nhìn này, ở cái khối này, cái khối này thì nó chồng lên hai khối này, các em này, thế này, cái khối số 7 này nhá, thì nó có hai cạnh chung này, có một cạnh này với cạnh này chung với cái phần ở phía dưới thôi. Chúng ta sẽ xét với các hình ở phía dưới thôi nhá. Thì ở đây chúng ta có số 7 này thì bằng 3 cộng với 4 này, 3 cộng 4 bằng 7 này. Tiếp theo cái hình này này, nó đang chồng vào hai, nó đang chồng lên hai cái hình này. Các em xem thử cái hình phía trên nó đang chồng lên hai hình nào thì nó sẽ bằng tổng của hai hình mà nó chồng lên. Như vậy số 7 này thì nó đang chồng lên là đây cái hình này đúng không? Thì nó đang chồng lên số 3 và số 4 này. Đấy, hai cái này. Cái số 7 này nó nằm trên số 3, số 4. Như vậy bằng tổng 3 cộng 4 bằng 7. Cái số 9 này nó nằm trên này. Đây, đây nó có một cái cạnh này chung với cái số này đúng không? Và cạnh này chung với số 5 này. Như vậy cái số 9 này nó bằng tổng của hai số này. Như vậy 4 cộng 5 thì bằng 9. Tương tự cái hình này thì nó có một cạnh này chung và cạnh này chung đúng không? Như vậy chúng ta sẽ lấy số 6 cộng với số 5 này cộng với số 6 được kết quả bao nhiêu các bạn đều ở đây. Như vậy 5 cộng 6 thì đây sẽ là số 11. Tương tự cái hình này này. Hình này thì nó sẽ có cái cạnh này. Đây, cạnh này chung này và cạnh này chung đúng không? Như vậy nó sẽ bằng cái hình này này thì nó bằng tổng của hai cái này. Đấy, hình trên thì bằng tổng hai hình dưới mà nó chồng lên. Như vậy cái hình trên này nó sẽ bằng 6 cộng với 9. 7 cộng với 9 thì đây là sẽ bằng 16. Tiếp theo cái hình này này, hình này nó nằm phía trên hai hình nào? Nằm phía trên hai hình 9 và 11. Như vậy hình phía trên bằng tổng hai hình ngay phía dưới. Như vậy các bạn lấy 9 cộng với 11 thì bằng 20. Cuối cùng cái hình này thì nó chồng lên, nó chính là nó nằm phía trên của hai hình 16 và 20 này. Như vậy các bạn lấy cái số 16 cộng với 20 được bao nhiêu các bạn đều vào đây. Như vậy 16 cộng 20 thì đây sẽ bằng 36. Như thế là
Trên đây cô và các em đã vừa hoàn thành xong được cái tiết thứ hai của bài 19 ở trong quyển, vừa bài tập tại lớp 2 bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Để tiếp tục đón xem các video mới trên kênh, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông các bạn nhé. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.